người đã quay trở lại với đúng ra cái chỗ lúc nãy luôn. Ôi, cần đều nhỉ, mà lại cá mua cái cần vừa đế vừa bé vừa đều, mua cần dài chả mua, mua cần tí tí này, chán, hiểu gì mà con cá to.
Sướng nhất đấy nha, không phải kêu kêu mình muốn kêu đấy. Em này mình nuôi từ cái lúc nó vừa có một cân này nha. Đấy, bây giờ mới bị ngoan đấy, cho chuẩn bị mai kia nó sẽ đi theo mình cái kiểu mang đĩ ấy. Mang đĩ nó nuôi gà thì mình nuôi vịt đấy, thế cho nó mới chất đấy. Ui dồi ôi, thôi bây giờ đây lao đít chưa? Đít chưa? Được vậy không? Không, chê vào mẹ. Xem nó bao giờ nó vỡ được. Thôi co căng đấy thế. Nhắm mắt lại đi. Dám không? Đéo vỡ được. Căng phết đấy. Ui ui. Đây là bình thường. Thử chưa, chưa to. Cho ông nhiều thôi. Trước thời tiếp. Cho đến phát nào vỡ nào. Tiếp sức hồi sinh à? Hả? Máu ấy. Nước dãi cả mà. Ui. Ui mày mày không ghê à? Ui. Quay lại còn cảnh khác. Không. Phải thổi xong nổ có vọt phát đi. Mày không chê không không chê mặt à? Không chê mặt à? Thổi có vọt phát nổ đẹp. Đúng. Thổi nổ được đấy. Dài. Nó nổ được đấy. Ui. Ui, căng không? Cắn đét luôn, em thổi nó căng. Ui, đấy là bóng cười đấy. Ui. Ui. Ui, trời. Ui, trời. Mày quay. Nó nổ to. Thổi tiếp đi. Thổi tiếp đi. Thử xem nào. Đây, 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 đó, băng này. Băng này. Thổi tiếp nào. Thổi tiếp đi.
Rất này. Tổ to à? Thôi nổ đấy. Anh em là thổi đi. Thôi đi. Đáng mặt. Này tinh thần nó vững lắm. Mình đập một phát như thế rồi. Tinh thần tí em. Bây giờ này sao mình vẫn chơi ghê đấy. Nổ vào in tai quả này luôn này. Thôi đấy. Chưa nổ được. Mình hoa băng này. Hả? Hôm qua bạn cần băng này. Đấy hơn. Nhỏ quá. Không nhưng phải nó quả nó cười nó dai nhỉ. Bùng luôn. Như to nó như như vào một cùi rồi. Thôi được vớt vào này. Khó. Dai lời cơ mà. Dai lời. À, đúng nước. Đúng nước to lắm. To lắm.